chào cả nhà nhé. Đây là con Colago V3R. Con này là bản Lamborghini, rất là đẹp luôn. Ráp cho anh An ở Quảng Nam. Thì anh An trước đấy cũng đã build bên Hà Nội bay mấy một con F10 rồi. Bây giờ anh An là này nâng cấp lên mua thêm một em nữa là con Colago V3R. Con này màu khá là đẹp. Đặc biệt là cái phiên bản này là phiên bản màu limited của cái đội UAE nhá, kết hợp với cả Lamborghini. Thì cái con này, cái Colago V3R là cái điểm mạnh của nó thì thiết kế của nó quá đẹp của Ý rồi. Con này là size nhỏ nhá, dành cho những người đi bé thấp bé nhẹ cân này. Đấy, từ giữa này đo lên mặt trên này có 42 thôi. Và từ tâm này chúng ta đo đến đây có 49cm thôi. Size khá là nhỏ cho chị em phụ nữ hay là anh em thấp đi đều được. Kết hợp dàn đầu đê đa. Đấy, cái dàn đầu liền của đê đa rất là đẹp luôn. Đi theo khung sườn luôn nhá. Con này thì em lên 105 cho khách hàng. Rất là đẹp luôn, thì em quay qua cho khách hàng xem. Thì cái dòng Colago V3R này có rất là nhiều màu. Màu của nó rất là đẹp luôn. Đó, và size nó cũng nhỏ. Nhiều khi mọi người thấp thì muốn đi size nhỏ thì rất ít hãng. Bây giờ chỉ có duy nhất Colago hoặc là Pina thì có size nhỏ cho những người tầm 1m6 thôi. Đấy, giống ngang của 49 này thì thao đi luôn, rất là đẹp luôn nhá. Xe phải nói quá đẹp luôn. Khách hàng thấp mà. Bản Lamborghini này thì em lên 105R7010 bao gồm full group, bao gồm cả đùi đĩa xích clip này. Đấy, 105R7010 và 652. Đấy, cù đề 105, xích 105, níp 105 luôn nhá cả nhà nhá. Con này thì cặp bánh này DT Swift cối nổ khá là to, rất là to luôn, khá là chớn, rất là to và chớn. Nghe rất là điếc tai luôn.